Hello, Duracell xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang quay hình tại cửa hàng số 131 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Duracell, đây là một trong 5 showroom của Duracell, thì hiện tại 4 cái ở đang ở Singapore, một cái ở Việt Nam. Chủ đề hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn đó chính là về kính bảo hộ. Thì bên mình kinh doanh chủ yếu các dòng kính Uvex của Đức, Bollé của Pháp, Univex của Ý, MSA, Bolton của Mỹ. Vì không gian cửa hàng có hạn cho nên là chỉ trưng bày một số sản phẩm chính của Uvex và của Bollé, thì mình sẽ quay sơ các bạn tham khảo nhé. Thì tại vì thời gian gần đây mình nhận được rất nhiều inbox đến từ fanpage Duracell Việt Nam. Đa số các bạn đều yêu cầu shop chụp hình mẫu. Bữa nay thì shop không chụp hình mẫu nên shop quay luôn. Thứ nhất mình muốn nói về đã gọi là kính bảo hộ thì không phải là kính thời trang, cho nên là các bạn đừng quan tâm là nó có phù hợp với nam hay nữ hay không nhé, tại vì là kính bảo hộ là cả nam lẫn nữ đều xài được. Thứ hai là hai hãng Uvex và Bollé, bên mình đều là hàng 100%, các sản phẩm bên mình là đều là hàng nhập khẩu chính ngạch, nên các bạn yên tâm về hóa đơn chứng từ cũng như là giá tại cửa hàng đã bao gồm 10% thuế VAT. Bên mình khi các bạn mua, mình hoàn toàn có thể xuất hóa đơn chứng từ rõ ràng các bạn nhé. Về công nghệ của hai hãng này, Uvex và Bollé, thì cái lens kính của họ, vật liệu chính đó là làm từ nhựa polycarbonate. Các bạn có thể search trên Google, thì đây là chất liệu nhựa mạnh nhất hiện nay. 100% thấu kính, tức là tròng kính là toàn bộ là không chì nha các bạn. Sở dĩ tại sao mình nói như vậy, tại vì trên thị trường có rất là nhiều mẫu kính kết với cái mẫu mã cũng tương tự nhưng mà có sự khác biệt, đó là kính Uvex Bollé 100% không chì, khi các bạn đeo có thể nói là đeo 8 tiếng đến 10 tiếng luôn, hoàn toàn không bị mỏi mắt, chóng mặt, đau đầu, chóng mặt khi mà các bạn nhìn qua cái lens kính. Còn những sản phẩm khác thì mình không có biết như thế nào, nhưng mà đa số thì nếu mà sản phẩm kính đó mà làm bằng chất nhựa tái chế hay nhựa bình thường gì đó thì bảo đảm các bạn là đeo tầm 20 phút, 30 phút. Khi các bạn nhìn tập trung vào một vị trí thì nhất định sẽ bị đau đầu hoặc chóng mặt ngay. Một số bạn thì mới chuẩn bị mua kính để phẫu thuật mắt á, thì cứ thắc mắc hỏi shop rằng liệu rằng bên shop có kính nào chống được tia UV hay không, thì cả hai mẫu Uvex và Bollé của mình đều chống tia UVA, UVB một bốn lên đến 400 nha các bạn. Mày hoàn toàn yên tâm về cái công nghệ của Đức và công nghệ của Pháp, thì họ làm rất là tốt về vấn đề này. Các bạn có thấy là kiểu dáng kính rất đa dạng đúng không ạ? Tại vì phụ thuộc vào từng từng khuôn mặt, với lại một số mẫu kính thì lại phụ thuộc vào công việc của bạn nữa. Đây, bên hông nó có giống như là cái lỗ chắn gió. Cái phần hông được mở rộng ra để chắn gió ha. Đây là một số mẫu kính nhưng mà các bạn đeo, mà các bạn mà bị cận nó đeo đeo chồng bên ngoài luôn, đây là gọi là kính OTG, các bạn đeo chồng bên ngoài mắt kính cận của bạn luôn ha. Về màu sắc thì tất cả kính đa có một số màu cơ bản trên thị trường như là chồng clear, tức là chồng trong suốt, chồng màu xám đen ha, chồng màu vàng amber, chồng màu xanh dương, chồng màu màu clear nhưng mà được tráng một lớp phủ bạc như vậy. Dòng Bollé thì đặc biệt dòng Bollé bên mình có cái mẫu này ha, nó có bán thêm một cái spare part, tức là khi bạn nào bị cận á, sẽ cắt cái chồng cận vào cái spare part đó và đính thẳng vào cái kính như vậy, là tức có là các bạn chỉ cần đeo một cái kính mà có thể phù hợp với độ cận của bạn và bảo hộ luôn ha. Đây là chồng amber, mình rất là thích màu vàng amber. Đây là cũng có thể cắt cái spare part cắn gắn chồng cận đính vào cái kính ha. Này, hai mẫu này là hai mẫu tốt nhất của Bollé ha các bạn.
À, đặc biệt còn cái mẫu kính Evo của Uvac, đặc biệt cái dòng Evo này là được tráng lớp phủ bằng sapphire ở hai mặt trong và ngoài, tăng thêm một tính năng đó là chống hóa chất nha bạn. Tức là ngoài chống động xương, chống PUV, chống bấm bẩn, còn có một tính năng là chống hóa chất. Mình cực kỳ thích cái màu vàng amber này. Các bạn có biết vì sao lại có nhiều cái trồng kính khác nhau hay không? Tại vì phụ thuộc vào cái mục đích sử dụng của bạn. Đây, các bạn có thấy cái mặt cắt của nó vô cùng dày không? Nhưng mà nó lại được xếp vào top kính là nhẹ nhất, tại vì nhiều kính nó chỉ tầm 18 gram thôi. Rất là nhẹ các bạn ha. Đây là nó có miếng đệm ha. Không, mũi mình không có bị đau khi mà đeo nhiều giờ. Nếu mà các bạn mà hay dùng hay mang kính ban ngày thì mình nên recommend các bạn là dùng màu xám đen hoặc là màu đen. Nếu các bạn mang kính vào buổi chiều tối đi xe đi đường thì recommend là màu vàng amber hoặc là màu xanh dương. Tại vì với cái trồng vàng amber, màu trồng màu xanh dương, khi mà các bạn nhìn vào đêm tối thì nó rất là sáng, và đặc biệt thêm tính năng chống chói ánh đèn pha của màu vàng amber làm cho các bạn không có bị chói và nhìn rõ vật thể ban đêm hơn. Còn về màu clear thì bất cứ khi nào các mình cũng thể dùng được màu clear, nhưng mà tại vì màu clear nếu mà đi ban ngày thì các bạn sẽ bị chói mắt, tại vì nó chống tia UV nhưng nó không có chống chói mắt, tại vì nó cái màu của nó là màu clear ha các bạn. Đây là một số dòng kính hàn ha. Kính hàn thì các bạn nhìn thấy nó màu đen, nhưng mà thật sự cái len kính đó là màu xanh dương đậm, ba màu xanh lá đậm ha. Cái dòng này những anh kỹ sư hàn à, hay là thợ hàn à, rất là thích những cái mẫu này. Bên mình là hàng nhập khẩu chính ngạch nên các bạn yên tâm về chất lượng, là hàng rất uy tín nha các bạn. Ừ, một số mẫu kính hàn bên mình bán rất là được ha. Mình giới thiệu thêm về cái mặt nạ này ha. Đây là kính gót gồ ha, là tầm nhìn 180 độ, không bị hạn chế trong quá trình bạn làm việc. Kính có thiết kế như thế này, bao gồm một cái kính và một cái mặt nạ. Tức là cái này là những anh chị mà làm trong phòng lab là sẽ biết, phòng thí nghiệm sẽ biết nè, là bao các bạn là chống văng bắn hóa chất luôn. Và cái len kính là chống động xương, tại vì các bạn đeo thế này là kính hết mặt rồi, rất là khi mà các bạn thở là chắc chắn sẽ có hơi, và nếu mà một cái trồng kính không tốt, một cái len kính không tốt thì rất là khó khăn trong quá trình làm việc của mình ha. Này, anh mannequin này cũng đeo một cái mẫu sport tie rất là hot. Duracell xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tới nhé.